Tôi có cảm giác là sau ngày anh đi Phan Thiết về, anh có những bài thơ tình thật hay. Còn bây giờ ở Đà Lạt về, anh có những bài viết về cảnh không chê vào đâu được. Tôi quyết định cho đăng bài huyền ảo. Mới lớn lên trăng đã thẹn thò, thơm như tình ái của Nico. Gió say lướt mướt trong mây sáng, hoa với tôi đều cảm động sơ. Không gian dày đặc toàn trăng cả. Tôi cũng trăng, mà nàng cũng trăng. Mỗi ảnh mỗi hình thêm phiếu díu. Nàng xa tôi quá, nói nghe chăng. Có lẽ không nên đăng, bởi cảnh và người Đà Lạt đẹp quá mà thơ tôi chưa nói được. Thơ của anh cứ chảy ra như suối như thế này, chắc anh phải thường xuyên lên thăm anh Trường Nguyên. Rất tiếc, bạn tôi sắp chuyển về Nha Trang anh ạ. Nha Trang cảnh cũng đẹp, nhưng nếu viết về biển thì anh đã dành hết tình cảm cho Phan Thiết rồi. Tôi không giấu tình cảm của tôi. Tôi đã nặng lòng với Phan Thiết rồi. À, tôi đã đọc được những tình cảm ấy trong thơ anh. Chắc thứ bảy này anh lại đi Phan Thiết. Chắc vậy. Bài thơ này anh định lấy bút danh là gì? Phong Trần, Minh Duệ Thi hay Lệ Thanh? Lệ Thanh. Bút danh Phong Trần không hợp với tính tình của anh. Lệ Thanh nghe yểu điệu thục nữ quá. Thôi, tôi gọi là cô Lệ Thanh cho thêm duyên. Mấy hôm nay tôi nghĩ ra một tên mới. Thôi, từ bài này tôi sẽ ký tên Hàng Mạc Tử. Hàng Mạc Tử là bức rèm lạnh. Kẻ cũng ngộ thiệt. Tránh kiếp phong trần lại làm khách hồng nhan, sợ kiếp hồng nhan đa truân lại làm kiếp rèm lạnh. Tránh lờ chui vô lưới, sao mà lẩn thẩn quá vậy? Anh thiệt đá sự, không biết đặt cái gì cho vừa lòng anh cả. Đã có rèm thì thêm bóng trăng vào. Hỏi còn cảnh nào nên thơ bằng? Anh nói có lý. Ảnh trăng. À, phải rồi, trắng khuyết, giống dầu á. Để tôi thêm dầu á trên chữ mạc. Hàng ở đây là bút. Hay, Hàng Mạc Tử, anh chàng bút mực. Đã có bóng trăng rọi vào thì từ nay thơ của anh mỗi ngày một rạng ngời như bóng trăng. Thôi, chuyện một danh về tạm ổn. Có chuyện này tôi muốn phiền anh. Chuyện gì vậy? Tôi hệ tiên rồi. Cứ đi Phan Thiết đi, tôi sẽ tạm ứng nhuận bút trước cho anh. Anh cho hỏi, đây là nhà trọ anh chị. Đúng rồi, em vô đi. Dạ. Em là em trai anh chị. À, anh chị không có nhà anh? Chị có ở nhà, đang tắm. Dạ. Em vô răng chưa đó? Em mới vô sáng đi. Anh ổn quá. Đâu, lại đi. Đừng im để em xem cho rõ. Đốc tờ bảo anh bị dị ứng, cho ông thuốc mà có hết đâu. Vết đỏ nội đây mình, nhưng không còn ngứa. Các bạn bảo anh bị trùng phong, đem lên Tây Thục Bắc, giờ đang uống thuốc. Nhưng mà răng người anh lại nhiều vết nội đỏ lên như gì? Đã nói là bị trùng phong mà. Em vô chơi được lâu không? Anh thay đổi nhiều quá, chắc vì mà nhận không ra. Em được tuyển ngạch công chức sang làm việc bên Ai Lao. Gớm hè, sáng từ Ai Lao. Mà nồng ruột nói em vô thăm anh. Tuần sau em qua Lào rồi. Ở đây anh Khúc Huệ dẫn đi chơi. Thứ bảy ni anh ra Phan Thiết rồi. Có chuyện gì ngoài nữa đấy anh? Tôi sẵn bảo con Lừng chuyện ra ngoài nở rồi. Em không biết à? Anh của cậu ăn cơm Sài Gòn, thơ người Phan Thiết. Anh nói đùa đó. Em đi tắm rửa đi, rồi đi ăn quán với anh. À,
Em có tiền không? Em có rồi. May quá, anh nhận túi nên không có tiền lộ phí cho em. Thầy đi đâu? Dạ, tôi đi Phan Thiết. Tôi chưa đi Phan Thiết. Nhưng mấy bữa nay trong sở tôi, người ta bàn nhiều về một thi sĩ ở Phan Thiết, viết những bài thơ rất khác người. Thầy muốn nói đến ông Đỗ Quê. Đúng, thi sĩ Đỗ Quê. Tôi theo tay học, nhưng chính báo chí chữ Tây, người ta cũng không bảo dạng như ông này. Ôi thôi rồi, ngọc dở cả màn trinh, nguồn phúc lộc trắng rợn một dòng tinh. Ta muốn uống cho nư cơn khoái lạc, cho đê mê mà lên cơn trụy lạc. Viết gì kỳ lạ vậy? Thô tục hết chỗ nói. Thưa ông, đó là một thi sĩ có tài. Tôi không cho đó là tài năng. Vậy ông cũng quen với thi sĩ này à? Tôi đang trên đường để thăm ông ấy. Nhờ ông nói hộ, nhiều người phản đối những bài thơ của ông. Tôi sẽ chuyển lời. Theo tôi, ông ấy là một người dũng cảm, dám phơi bày tất cả những điều trần truồng gớm ghiếc mà lâu nay chưa ai dám làm. Vậy thì ông ấy viết văn xuôi đi, tha hồ mà mô tả. Còn đây là thơ, phải thanh cao sạch sẽ. Tôi hiểu ý ông, nhưng tôi xin mừng ý của Baudelaire, một thi sĩ người Pháp chắc ông đã từng đọc. Thi sĩ này nói: tìm mãi cái đẹp mà không thấy, vì mọi sự đều tầm thường. Chỉ có cái gì đời đời, cái gì hàng sống mới thỏa mãn được nỗi khát khao vô tận. Nhưng không có nghĩa đưa những lời tục tiểu đó vào thơ. Vâng, sau khi đã chẳng chê tất cả khoái lạc của xác thịt, đã ưỡng ý về phong vị trăng, sao, gái, rượu, thi sĩ sẽ tự giác ngộ, tự thấy tâm hồn mình thanh sạch quá chừng, đâm ra ghê tởm những điều tội lỗi. Thi sĩ liền nâng thần trí lên trời, ca người cái nhân đức sạch sẽ. Ông tin như vậy à? Chính thi sĩ Đỗ Quế đã viết: có say khước mới trào tuôn tự ngọc, có điên rồ mới hợp ý trắng sao, có dâm cuồng mới dâng cả lên cao, nơi chu du một nguồn thơ bất tuyệt. Nhưng tôi cũng không sao hiểu được thi sĩ ấy. Tôi xuống ga mừng mãn. Chúc thêm một hành trình vui vẻ. Cho tôi gửi lời thăm thi sĩ Đỗ Quê. Cảm ơn thầy. Giàu có nhưng mặt phi, Phan Thiết ta cũng chỉ có vài người. Con không thích lắm những người giàu có. Thật tội cho ổng. Những người giàu có muốn gả con gái, nhưng mà ổng chỉ mến mỗi mình con. Chào anh. Chào hai thầy, chào cô Huyền. Chào ông. Mời anh ngồi. À, ngồi đi. Anh uống cà phê. Ủa, hôm nay sao anh không đi xe hơi lại đi xe kéo? Đường chợt xe hơi khó vào lắm. Hơn nữa cô Huyền không muốn mỗi lần tôi đến con nít cứ bu đen coi xe. Mời anh dùng cà phê. Cảm ơn. Em đoán thế nào anh cũng ra. Vô đây anh. Chào cậu Tâm. Chào anh Quê. Chào anh. Chào. Đây là anh Mạc Phi,
thương nhân. Còn đây là thi sĩ Trọng Trí từ Sài Gòn ra. Mời anh ngồi. Kỳ này anh ốm hơn dạo xuống Mũi Né nha. Tại mấy cô gái Sài Gòn quấy nhiễu đó cậu. Từ ngày chú quê cho cháu Huyền về trên này, anh quên luôn Mũi Né. Dạ, đâu dạ mà. Từ bữa cháu Huyền lên trên này cũng không về dưới đó, bỏ luôn cả ý định học làm bà đỡ. Lên đây cháu lại mê nghề dạy học của cậu quê. Anh thường ra Phan Thiết chơi à? Vâng, hay có dịp là tôi nhảy tàu ra đây à. Vậy thì hay lắm, ta lại có dịp gặp nhau để trò chuyện. Thôi chào hai anh. Chào cô Huyền. Chào anh bạn. Ủa, sao anh Phi lại về? Nhà đang có khách, tôi gần đây khi nào đến chơi cũng được. Ưu tiên cho người ở Sài Gòn ra. Con bé nó kiêu kỳ lắm, anh để tôi thu xếp. Cảm ơn anh. Hôm nay hai đứa muốn đi chơi đâu? Dạ, anh Trí rất mê lầu ông Hoàng, nhưng hôm nay tụi cháu sẽ đi một nơi bí mật. Sao hai tay của anh dày lên đỏ hửng vậy? Đốc tơ bảo là dị ứng, thuộc tấy không đỡ, anh ăn uống thuộc bắc. Em thấy anh không khỏe như lần đầu ra đây. Tài tâm trí của anh đã dùng hết cho Phan Thiệt rồi. Chứ không phải vì mấy cô dưới Sài Gòn. Tím anh, chị Hoa cùng nhịp về một người. Người đó là ai vậy? Người đó cách anh nửa mét. Một văn sĩ ở châu Âu đã từng nói, tình yêu là những gì đang xảy ra giữa hai người đang yêu, như em và anh trong lúc này đây. Máu hai con tim truyền qua tay nhau, và hai tâm hồn quyền chặt vào nhau. Không có không gian nào ngăn cách thì anh và em đã hòa vào nhau thành một. Thành một gì hả anh? Anh lên Đà Lạt có vui không? Vui, nhưng buồn lắm. Không gặp cô nào đẹp nên buồn phải không? Không phải vậy đâu. Anh buồn vì hồn anh đã gửi lại Phan Thiệt cả rồi. Anh có tin là sẽ gửi lại vĩnh viễn không? Vĩnh viễn. Chủ nhật rồi anh không ra, em buồn và em đã viết. Cả năm chỉ có một lần xuân, nhưng với lòng em xuân mỗi tuần. Thơ thẩn tâm hồn hoa nở nhụy, cạn dòng tâm sự được bao lần. Thơ em cũng như hồn em đã thuộc về anh rồi.
Anh Trí. Có điều kiện anh về Mũi Né chơi. Dạ. Tối hôm qua đi Tàu Hòa có một ông Phạm nhận được rất hung hồn về thứ anh. Lại chơi là dâm loạn. Dạ đúng. Tôi có giải thích những ý tưởng thanh sạch trong những câu thơ tượng trưng dâm loạn đó. Cần gì phải giải thích? Những điều tôi nói ra là những điều mọi người đều đã động tới, thậm chí yêu thích những thứ đó nữa. Vậy khi tôi nói ra, có gì phải phê phán? Ví như bài Xác Thịt, tôi viết thế này: tôi vồ người như một miếng mồi ngon, miệng ngậm hờn siết chặt lấy môi son, mắt đổ lửa nhìn qua hàng sóng sắt. Tôi giật nảy rồi cười lên sặc sặc, hai tay cào đôi vú trắng như bông. Đúng là cậu viết quá bạo dạn. Những điều cậu quê con viết lại là sự thật. Tôi đã cổ bên vực cho anh, và hình như ông ấy đã nhận ra điều anh muốn nói. Tôi không thấy có gì phải giảng giải dài dòng. Thôi, chào hai anh, tôi đi đây. Nè, lần sau ra nhớ ghé Mũi Né nha. Dạ. Anh thật hay. Thì giờ đâu mà về dưới đó. Chào. Thứ bảy tuần sau. Em chờ anh. Cậu Tâm, cậu có thấy hai dái tay của anh Trí đỏ lên không? Cậu thấy ngay khi Trí bước vào nhà. Vậy là chứng bệnh gì vậy cậu? Bệnh gì vậy cậu? Cậu nói đi. Bệnh Lepra, một trong tứ chứng nan y, bệnh cùi. Anh có lầm không đó? Sao lại lầm? Hai dái tay đỏ lên như vậy, lại có những nơi đỏ lên bên má. Không bị bệnh cùi thì là bệnh gì? Nhưng anh nói với cháu, đốc tờ nói là anh bị dị ứng. Thương tổn của dị ứng là khác. Cô cháu gái bé bỏng của tôi à, dị ứng là phải gãi liền tay, ngứa không chịu nổi. Lần này gặp Trí, cậu đã thấy nghi nghi. Cứ để ý coi, cậu ta có gãi không? Mãi không thấy cậu ta gãi, cậu biết chắc là anh chàng mắc bạo bệnh rồi. Nếu cậu nói ra, cháu sẽ rất buồn. Nếu cháu là người xa lạ, cậu không bận tâm. Nhưng cháu là cháu ruột của cậu, cậu coi như con, nên cậu buộc phải nói ra sự thật. Vậy bệnh đó có chữa được không cậu? Cháu chưa gặp người cùi à? Dạ chưa.
thật là khủng khiếp. Hồi cậu còn đi học, đứa nào thấy người cùi đều tránh mặt, chân tay cùi cụt, lở loét đầy mình, mặt mũi méo sạch, đó không còn là con người nữa. Người ta gọi đó là con bệnh đội lốt người. Nhưng cháu thấy anh Trí đâu có gì đáng sợ. Bệnh mới ở giai đoạn đầu cháu à. Nhưng sao cháu lại băn khoăn như vậy? Cháu mê anh chàng thi sĩ này rồi sao? Anh là một người tài năng, thơ anh cậu biết rồi đó. Cháu rất quý anh. Thế thôi à, vậy thì có gì đâu mà cháu phải buồn. Nếu đó là vị hôn phu của cháu thì cháu mới thật sự buồn và lo lắng như vậy. Cháu và anh mới trên bạn bè một chút, cháu biết anh yêu cháu, cháu cũng có cảm tình. Và hình như cháu cũng bắt đầu yêu. Cháu chắc là vậy. Nhưng tình yêu đó còn mơ hồ lắm, chưa rõ hình hài. Cậu tưởng hai cháu đã sâu nặng với nhau. Nếu chưa thì rất đơn giản. Thôi, cậu xu về mũi né. Cậu chỉ nhắc cho một điều, có nên gắn đời mình với một người bị bạo bệnh như vậy không? Lần trước á, tôi với anh tới ông đốc tờ Bôn Me mất một mớ tiền mà có khỏi đâu. Ông ta bảo tôi bị dị ứng, thuộc ông ta cho tôi uống vô ngủ ly bi tới 2-3 ngày, sau đó còn đưa thêm mấy ngày nữa. Tôi sợ mấy ông đốc tờ lắm, nam dược trị nam nhân. Anh cứ đến ông thầy thuốc nam này, cả nhà tôi ai có bệnh tật gì á đều qua tay của ổng. Anh nói rửa thì tôi yên tâm. Dạ. Tới lượt ai đây? Dạ con ạ. À, thầy ký giả, thầy có chuyện chi ạ? Con đến khám cho anh bạn cùng sở. Dạ, chào thầy. Bốc thuốc cho mấy thầy ký giả, tôi dè chừng lắm, không khéo là mấy thầy lên báo liền à. Chúng con đâu dám, nổi tiếng như thầy đâu có bốc thuốc tầm bậy. Mời thầy qua đây. Dạ. Mạch sắc kiểu này là can quả dưỡng, bốc lên đầu rồi phá ra khắp người. Thầy dán áo lên tôi coi. Tôi biết ngay mà, phong nổi khắp người, chỉ cần bốc dăm 3 thang thuốc là khỏi. Cảm ơn thầy. Mọi nghi thuật ông Lang này không hiểu nghiệm. Thôi uống đi tí. Nói thiệt, mọi chẳng tin cái tụi lang băm. Nghe Dương Nguyên nói thầy thuộc này cũng hay lắm. Mày ông nở ca hay lắm, chữa khỏi cho một người thì nói chữa khỏi cả trăm. Tôi thấy nó không nặng thêm, hình như có đỡ. Ráng uống, để thứ bảy còn đi Phan Thiết. Ôi Phan Thiết, Phan Thiết.
thuộc chi mà đặng dự? Thuộc đặng dạ thật. Đã lỡ mua thì ráng mà uống đi. Nè Trí, mò thấy tay của toa đã không còn đỏ như trước nữa. Tài Huy cứ lo, chứ tôi thấy không có chuyện chi, người vẫn bình thường. Nghĩa là thứ bảy tới vẫn ra phân thiệt. Là thiệt, không phải rượu mạnh, mà sao say đến vậy? Đó là thứ rượu ngàn đồ, không cần uống đã say. Hoại thiệt, nàng mông huyền đó có chi hấp dẫn mà làm cho to say đến vậy? Đẹp hồn nhiên, một chút tài năng, thơ nàng tỏ rõ một trí tuệ sáng láng. Trí tuệ đó ở trong một thiếu nữ theo Tây học. Tóm lại, làm lòng mình mê mẩn. Nội chuyện bao nhiêu tiền nhuận bút quăng cả vào tàu xe, mò biệt toa đã bị nàng nhận chìm xuống biển Phan Thiết. Thôi, ráng uống cho hết thuốc đi, ráng mà quên cô nàng Phan Thiết. Bệnh tật như ri cũng một phần do toa phí sức để Phan Thiết. Chữa khỏi bệnh, ưng gái Sài Gòn tôi này kiểm cho. Một cô chứ mười cô cũng có. Trí, nghỉ làm ly cà phê đã. Dạ. Tôi muốn thưa về anh, bên bảo trong khuê phòng định mời tôi làm thêm. Ý anh thì sao? Tôi đang lựng lừ, tôi muốn hỏi anh. Anh nhận lời làm thêm vì lý do tài chánh. Anh đã đi guộc trong bụng tôi. Thủ thật, tôi kiếm cũng được khá nhiều tiền, nhưng không biết cứ cháy đau hết. Tiền lương, tiền nhuận bút, tôi tưởng anh sống dư dả. Anh nói không sai, nhưng tôi thấy anh đi Phan Thiết hơi nhiều. Một tháng ra một lần có được không? Tôi thấy bạn bè nhiều người không tán thành việc anh phí sức, nhất là Nguyên và Huệ. Tôi biết bạn bè cũng thương và lo cho tôi. Có như bữa đi về rất mệt, tôi tự nhủ đừng có ra thường xuyên. Cái đầu tôi bảo vệ, nhưng trái tim thì thúc giục đi. Anh có hy vọng sẽ có một kết cục đẹp đẽ. Tôi rất tin. Vậy thì chuyện anh muốn làm thêm cho báo khác, tôi không ngăn cản. Ai mà không muốn ở trong khuê phòng. Cảm ơn anh. Không có gì. Nhưng tôi lưu ý anh, dạo này anh có vẻ xanh và ốm hơn trước. Còn một chuyện, tối nay bà Bảo Chân, chủ bút tờ Phụ Nữ Tân Văn mời ăn cơm. Anh đi với tôi nghe. Cảm ơn. Con đi đâu vậy? Thưa cậu, con ra Phan Rí chơi nhà người bạn. Con không biết ngày mai là thứ bảy, con vẫn mong ngày đó kia mà. Thưa cậu, bỗng nhiên con thấy sợ ngày thứ bảy. Hay nói đúng hơn là con sợ gặp chàng. Cậu không hiểu, con và Tử đang thân thiết như vậy, bỗng nhiên con lại bỏ đi. Về tài năng của chàng, con nghĩ là mình không xứng. Nhưng thân thể chàng, bệnh hoạn của chàng là nỗi ám ảnh đối với con. Ai đã gieo vào đầu con những chuyện hồ nghi đó? Cậu Tâm, cậu Tâm nói là Tử bị hung bệnh. Chúng con chưa có lời thề non hẹn biển nào, chỉ mới những chuyện mộng mơ. Nên con nghĩ không nên để Tử hy vọng gì ở con. Cháu quen Tử, thân với Tử, chuyện đó đều do hai cháu. Ngày mai Tử ra không có cháu, cậu sẽ nói thế nào với Tử?
Cậu cứ nói là con đi vắng. Điều con nói, con nít còn không tin được. Theo cậu, mọi việc đều phải dần dà. Việc con quyết định có giao lưu với Tử hay không là tùy nơi con. Cậu rất quý và thương Tử, cậu không muốn lừa dối Tử. Bây giờ ảnh là bạn của cậu rồi, cậu có thể thay con tiếp ảnh. Đừng có nhẫn tâm như vậy. Con không đủ can đảm để gặp ảnh. Thôi con đi đây. Cháu phải xử sự như một người quân tử. Cháu mà đi, Tử sẽ khinh cháu. Cậu đã nói như vậy, con không đi nữa. Nhưng Tử đến, con sẽ không gặp ảnh. Ít nhất cháu cũng phải chào hỏi Tử. Mới một tuần lễ mà đột nhiên lạnh nhạt với nhau, một người như Tử sẽ không chịu đựng nổi đâu. Con cũng rất tiếc khi không được làm bạn với ảnh nữa. Cháu phải biết, chỉ có Tử mới có thể làm những bước nhảy thần kỳ vào vũ trụ bao la để hái tinh hoa của đất trời. Tử là một linh vật tơ tơ gần như mười, biết biết gần như thu. Cháu không được phép phản bội một dần sáng tâm linh trong trẻo và diễm tuyệt của tạo hóa như thế. Cậu ơi, con đã trao tất cả những gì tinh khiết nhất trong tâm hồn của con cho Tử rồi. Thân xác phàm tục này tồn tại mà còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Con muốn rời xa Tử, dù biết rằng mình sẽ đứt ruột nhớ thương. Nhưng thà như vậy, để Tử nghĩ về con như một hình thơ tinh vi, người như nhạc trong xuân bằng nhạc, thơ tình rồng đội bóng lung linh. Con thấy thầy xuyên ra Phan Thiết quá. Mang cùng là lên theo sự mình sẽ tới cùng gặp anh. Thiệt mai phước, con có duyên với thầy nên kéo cho thầy hoài. Mai thầy lại vô Sài Gòn. Anh nhờ bụng dây chiều mai gãy lại nha thái được quý để đón tôi. Dạ. Cho tôi gửi. Cảm ơn thầy. Anh Quê ơi, tôi tưởng mấy em Sài Gòn níu chân anh lại rồi chứ. Mốt cỡ. Anh ăn tối chưa? Chưa thì tụi mình ra tiệm. Thôi khỏi, tôi ăn rồi. Huyền không ở nhà hả anh? Có. Huyền ơi, vô đi. Hôm nay cháu nó không được khỏe. Mở nhục nước. Anh có định in những bài mình viết thành một tập không? Tôi chưa tính. Anh mới ra. Anh đi xe tốc hành, xe bị ban, thành ra trễ. Tôi sang bên trường một chút, anh cứ ở nhà chơi nói chuyện với cháu Huyền. Ừ, anh về sớm, ta đi vào với nhóm một chút. Tôi sẽ về ngay. Em bị bệnh chứ rửa? Em hơi khó ở. Suốt một tuần, anh chỉ mong đến thứ bảy để ra thăm em. Anh đừng ra thăm em nữa. Không ai cầm anh được. Em sắp lấy chồng. Ba mẹ em đã đồng ý gả em cho một thương gia, người mà bữa trước anh đã gặp.
Em nói đùa. Không, em nói thật. Chuyện này anh chưa nghe em nói bao giờ. Em định thử thách anh đó à? Em biết anh sẽ khổ. Anh vẫn chưa tin điều em nói. Rồi anh sẽ tin. Anh chờ em một chút. Đây là đồ trang sức bên nhà chồng cho em. Bây giờ anh đã tin chưa? Anh chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận tin này. Em biết. Em biết không, anh và em đã có những kỷ niệm đẹp, đã có những giây phút đầy thơ mộng và lãng mạn bên nhau. Anh và em đã có ước nguyện bên nhau mãi mãi. Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Sao lại muộn? Phải rồi, em dứt tình vì tôi bị thế này. Tử đâu rồi cháu? Tử, Tử. Trời ơi, sao cháu lại làm vậy? Tử ơi, Tử, Tử, Tử ơi. Huyền làm thơ lâu chưa? Cậu em dạy làm thơ từ khi em còn học ở trường tiểu học Nam Phan Thiết. Bài Vịnh Lâu hoa của Huyền hay lắm. Đó là nơi có phong cảnh đẹp nhất nhì Phan Thiết. Em đã thuộc về anh rồi.
Ở Sài Gòn, anh mong thời gian trôi qua mau để được ra đây với em. Giờ bên cạnh em, anh sợ giai phụ chia xa. Em cũng sống trong khắc khoải mong chờ. Vậy mà tôi tính tới nhà trọ thăm anh. Cảm ơn anh, tôi không sao hết. Hôm qua tôi cho người đến tìm anh, anh không có sao là mừng rồi. Tối nay tôi mời anh sang Phú Nhuận, bên đó có nhiều thứ lai rai. Cảm ơn anh. Thưa anh Nam Phong, tôi đến đây để... Anh xài hết tiền, muốn ứng thêm phải không? Dạ, thưa không. Anh có đề đạt gì xin cứ nói, tôi sẵn sàng giúp anh. Tôi muốn xin thôi việc. Thôi việc? Sao lại có chuyện đó? Anh em làng báo của tụi tôi ai cũng quý mến anh. Anh Trí à, anh Nam Phong có để anh thiếu thốn gì đâu. Tôi biết, và tôi xin cảm ơn anh Nam Phong, các anh. Nhưng tôi không thể ở Sài Gòn thêm được nữa. Nếu anh đưa ra lý do mà chúng tôi không giúp được anh, thì anh cứ về lại Quy Nhơn. Còn nếu như giúp được, xin mời anh ở lại. Tôi biết ơn các anh, nhưng chuyện này các anh không giúp được. Không có chuyện gì trên đời này mà không giúp được nhau. Thường thì có hai chuyện làm người ta đau khổ: tình và tiền. Tôi đoán anh cũng rơi vào hai trường hợp lẫn quẩn này. Nếu là khó khăn về tài chính, tôi sẵn lòng giúp đỡ. Tôi đoán anh Trí buồn ra đi vì chuyện tình. Tình? Trên đời này không có mối tình nào là bất tử cả. Quên đi anh bạn, ngày tối hôm nay tôi sẽ tìm cho anh một nàng tiên. Vì anh quá lãng mạn cho nên thi vị quá những mối tình. Chuyện này tụi tôi sẽ gỡ rối cho anh. Cảm ơn các anh, nhưng không ai thay thế được nàng cả. Có phải nữ sĩ Mộng Quyền ngoài Phan Thiết? Nàng sắp đi lấy chồng. Nàng lấy chồng thì mặc nàng. Bộ thế gian này chỉ có mình nàng là con gái à? Không, đất Sài Gòn này không để anh cô đơn đâu. Tưởng chuyện gì? Chuyện đó thì không thể làm cho anh khổ đến mức bỏ bạn bè, bỏ công việc được. Mong các anh hiểu cho. Tôi không thể ở đây thêm một giờ phụ nào được nữa. Tôi không dám nài ép anh, nhưng khi nào qua cơn sóng gió thì anh lại vào đây với tôi. Tôi còn nợ anh mấy chục đồng. Tiền đó cũng bằng tiền dựng bút mấy bài thơ. Anh gửi vô, tôi sẽ trừ nợ. Khiến ra. Nè, mẹ anh kia, khiến đưa đi mối rửa. Cậu còn nói thầy Trí không có tiền trả tiền nhà nên cậu đến xiết đồ. À, chào các thầy. Tôi nghe ông Nam Phong nói là thầy Trí trả nhà về lại Quy Nhơn, cho nên anh vội vàng đến đây xiết đồ. Dạ không, vì thiếu tiền nên thầy Trí cho phép tôi dọn đồ đi. Khốn nạn, tiền làm ra như nước, bây giờ chẳng có mà trả tiền nhà. Thôi, đừng nói nữa. Bao nhiêu cũng ném vô những chuyện đi vô vòng.
một kỳ cục buồn. Răng gạt bạc biển mà tới đây. Anh Nam Phong vừa nói, trừ chiếc tủ vừa mới chở đi, còn 4 tháng tiền nhà thầy chưa trả, mỗi tháng 8 đồng, vị chi là 32 đồng. Hiện giờ thì tôi không có, anh vui lòng lấy thêm những vật dụng mà tôi đã sẵn. Chị, mau còn mấy đồng đi, cứ giữ lấy mà làm lộ phí. Nếu bạn tôi ở lại, số tiền nhà của anh không đáng là bao. Nhưng bạn tôi có việc đột xuất phải về Quy Nhơn, tụi tôi ở đây sẽ thanh toán tiền nhà cho anh. Nãy ông Nam Phong tôi mới cho thầy trí nợ, bây giờ thầy đi, tôi buộc lòng phải giữ lại đồ đạc. Cứ nói thẳng thừng là anh xiết đồ của bạn tôi. Chào chị Bảo Trân, mời chị vào. Tôi vừa ở bên anh Nam Phong, biết anh Trí đã xin thôi việc. Thưa chị, tôi gọi việc phải về Quy Nhơn. Anh Nam Phong có nói là anh tìm cách thuyết phục mà anh không chịu ở. Sao anh lấy đồ của ảnh? Thầy Trí không ở nữa, mà tiền nhà cũng không có trả, tôi đành phải xiết đồ thầy. Chắc tôi không vô đây nữa, nên đồ đạc cũng sẽ không dùng đến. Thôi, số tiền bạn tôi thiếu nợ, tôi sẽ trả. Chắc ảnh về ngoài đó không lâu đâu. Nhớ Sài Gòn, nhớ bạn bè, anh sẽ vô lại thôi mà. Cảm ơn chị, như vậy thì phiền phức quá, lỡ tôi không vào tiền đâu trả chị. Thôi, khỏi phải lo chuyện đó. Tôi chỉ có một ước muốn, nếu anh vô lại Sài Gòn, anh sẽ làm việc cho tòa báo của chúng tôi. Tôi rất cảm động trước nghĩa cử của chị, nếu có thể vào được, tôi sẽ làm việc cho chị. Très bien. Anh diễn vở kịch này là để anh sang với chị Bảo Trân. Tôi đã cư xử quá tốt với anh. Tôi mới có ý định lừa dối ai. Vậy tại sao lại nhận lời làm cho phụ nữ tân văn? Tôi rất tiếc. Có thơ nè, nhận thơ đi. Cảm ơn anh. Anh Trí, em biết là anh giận em lắm, gửi anh mấy câu thơ. Rồi có khi nào trong phút giây, trăng lên khỏi núi, gió đùa mây, thì anh nên nhớ người năm nọ, xưa đã cùng anh sống những ngày. Chủ nhật tới, có dịp ra Quy Nhơn, em sẽ ghé thăm anh. Chị bẩm quá thôi nghe, quá chừng làm hỏng tóc tôi. Thầy cứ yên tâm, tôi thấy thầy ít khi nào vào hớt tóc. Hôm nay thầy đến, tôi đoán là có việc trọng đại. Đám cưới hay đi ăn hỏi đây? Anh đoán gần đúng. Theo tôi, anh nên chuyện nghe làm thầy bói. Nói dốc gặp mai đó thầy. Anh chờ đón ai mà quan trọng quả vậy? Anh chờ tôi một lát rồi chở tôi ra ga. Dạ. Tuệ, em ra đón giúp anh. Ừ. Chào chị. Em là em của anh Trí. Dạ phải ạ. Chị là Mộng Huyền, bạn thơ của anh Trí. Vậy mà em cứ tưởng chị già dặn lắm, hóa ra chị con rất trẻ. Anh Trí có nhà không em? Dạ có, mời chị vô nhà. Mời chị. Em mời chị. Người mốt rồi mà, tấn thơi quá hả? Mà mốt cờ bia, răng hàng Trí ngồi mạnh mặt lại rửa.
biết chứ được câu nữa. Các thằng Trị, mà thằng Tuệ là tiếp. Em có biết làm thơ không? Dạ, em cũng có làm đôi chút. Thơ anh Trí hay lắm. Đọc thơ ảnh, chị cũng học hỏi được nhiều. Chết, nực người quá, để em chạy bên khác. Khi nào anh vô lại Sài Gòn? Không lẽ em ghé thăm anh chỉ để hỏi chuyện đó? Em biết anh giận. Em ghé thăm anh một cách vô tư, hay em còn muốn nhắn nhủ anh điều gì nữa? Chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp, một tình yêu nhẹ nhẹ. Nhưng em ra đây lần này là để gặp anh lần cuối. Để nói lời vĩnh biệt. Con người em có thể vĩnh biệt anh, nhưng tình yêu của em còn ở lại với anh mãi mãi. Em băng hoa quá. Thôi, em đi đây.